Ấy, lúc 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 thành quả của Hồ Sen đó cả nhà. Hello hello, xin chào cả nhà, chào tất cả các cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh Hồ Sen Vlog nha các cô chú anh chị. Hôm nay hai thầy trò lại tiếp tục đi đào xới cuốc lương trạch nữa cả nhà. Thì Hồ Sen sẽ đi tìm những nơi khô ráo và nước nẻ đi đào bới xới cuốc, rồi có con gì quay cho cả nhà xem nha cả nhà. Cả nhà ủng hộ cho Hồ Sen nha. Ok, bây giờ thầy trò đi thôi, bye bye, đi đi thôi cả nhà ơi. Thử thử cái ở đây em luôn con à, lưng con ở đây tí mình đem cái nước mình thả, ở nào có nước là nó sống rồi. Rồi đây không có, đi chỗ khác đây. Ơ có hang nhiều thế mà à, sao không có ở đây, đây 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 đang bảo là không có nghĩa này thế không con cá chặt này cái nè. Ô, để chú bắt cho đây nó bẩn đây, để nó bẩn đây xíu nó mắc ở cái này, bắt con cá chặt đây đây có hai hang, đây hang này nữa. Đây, đây là thứ này. Đây hàng đây. Ok. Chén. Rồi chỗ này nó không có rồi. Thôi đi chỗ khác rồi cả nhà. Được một con. Gì? Cái gì? Vô bánh này, vô bánh này cả nhà. Vô bánh này cả nhà. Cả nhà. Đây cả nhà. Vô bánh này, vô bánh này. Cứ bắn là cả nhà. Ổ cá nữa. Ổ cá luôn rồi. Ủa, ổ cá nhiều lắm. Thôi mò thôi, mò thôi. Bây giờ mò đi. Có không có, nhiều đấy. Chú thấy nhiều đấy. Mò đi, mò. Mò đi. Mò đi. Ăn. Toàn rô đồng. Ổ chết nhiều lắm. Thôi mò thôi. Ôi giời chết rồi. Ôi, quý nhỉ. Ủa cái này mà mình đi sớm sớm là mình phát hiện được nó rồi nha. Ủa, ôi, 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 đủ lắm. Ôi, đủ lắm. Cái rô đồng một cái nè. Nó sặc nhiều. Ôi trời, ôi trời, nó nhúc nhúc. Ủa cái này nó cạn rồi. Cạn rồi, bắt cá. Chỉ bắt cá cạn thôi cái này ơi. Ngon rồi lắm. Ôi trời, nhúc nhúc. Dùng bánh, dùng bánh rồi ơi. Dùng bánh rồi. Đừng, đừng, đừng ra to. Nhiều người không biết. Bắt hết. Đấy, cái rô nhỉ. Bây giờ bắt được cái cây nhỉ cho nó. Cái rô hết rồi đây. Nó đi dòm hết rồi. Cái rô hết rồi. Ôi trời ơi. Ui. Cái rô lại bắt. Đó, nhiều lắm rồi cái nha. Ui. Này nè. Cái nè, cái rô đồng không ạ. Ui trời ơi. Nhìn nữa nè. Dù bánh là dù bánh là cả nhà. Cái này có cái rổ mà bớt nè. Mình mò tan nó. Ôi dồi, hai cái này luôn nhúc. Nhiều không? Đây, 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 chung bắt được đây nè. Cái này. Này có cái rổ nè. Rổ đi mà, có cái rổ. Ôi dồi, phải chết nè. Ừ, nhá. Ôi dồi. Trắng hết rồi. Ôi dồi, quá trời luôn đây nè. Dồi dồi. Ôi dồi, ôi dồi. Ôi dồi, ôi dồi. Ôi dồi, cái rổ nó đâm. Có cái rô đâm. Rô to thế. Bưởi hả bưởi. Cá chứ sứt này. Đó, bóp em ăn mà. Cá này cá này. Chứ sứt. Được á. Thằng chung nó thùng. Ôi trời ơi, sống ở dưới á, sống ở dưới á. Ôi nhiều lắm. Đây đây nè. Đây. Này, có cái rổ rồi mình vớt mấy con cá con nè mà. Đi thả nha. Này, chết á. Ô, con cá. Cá bự.
Đá luôn, luôn chết. Chết luôn rồi. Luôn chết. Ồ, đá cái này. Ồ, ăn luôn to thế mà chết. Rồi, thế này mà vẫn có cá bự nè. Dẫn chặt vào. Đúng vậy. Dưới sao uống có nữa đó. Đấy. Sạch. Thùng này rất là bắt chạch. Ơ có chạch kìa. Đó, có chạch dưới. Đúng không? Đúng không? Đúng đúng chạch đó. Đúng chạch đó. Đúng chạch đó. Đúng chạch đó. Đúng hả? Đây này. Ừ. Ừ. Đúng rồi, thấy đây xong. Chạch luôn. Ừ. Đây này. Đúng rồi, chú bắt được rồi. Ôi, xíu nó mắc ra. Đây. Ừ. Đây cái này. Xíu nó mất. Ôi, sâu quá. Ôi, nguyên cục đất. Đây. Sâu quá. Sâu thế nhỉ? Sâu. Chứng tỏ đây. Ở đây nhiều cá đây. Hai con cá chạch luôn. Hai ba con. Được rồi. Đất nhiều quá. Đây đây. Ngon thế đây. Sâu quá. Sâu quá. Tổ quá. Hai con. Hai ba con đi. Hai ba con. Còn một con nữa ở dưới sau. Đây. Nó lên này. Đây. Hai ba con nhỉ. Đấy. Chúng ta còn được con cò. Ăn tao vô đồng. Lòi đầu luôn. Nè. Lòi đầu luôn. Đây. To, ui bộ to. To đem ra đây mới thấy nè. Cái máy nó nằm đây nè. Ok. Đây. Ô bự. Ui, xíu quá. Đây. Đây. Quậy. Ai ơi. Ôi đâu được rồi. Ôi chút đúng không? Phải bắt từng con luôn. Rồi xong. To quá. To này. Đây. 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 Chú đừng có bới bùn lên, cứ đẩy yên bùn đấy. Đây con nữa đây. Đây. Ôi. Xuống bùn không thấy gì cả nhà. Nhưng mà nó đó đây nè. Đây cái nè. Hả? Gì đâu. Cá mà sao bệnh không? Đây. Chín cái cả đây. Thôi thế. Đây. Chạy cả nên vào đây. Còn có chú bé. Đây vĩnh to. Con này to, đây. 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 Đây, đây này. Đây. Đừng có vậy nữa được. Đây cả nhà. Phải gì bắt đây, bắt làm gì? Đây còn nữa đây. Xuống dưới đi. Bỏ trên này. Ok. Quay. Quá là ngon lắm. Đây còn nữa. Đừng cho nó xuống. Nó đừng đây. Nhúc. Từ từ. Đưa cái thùng này chút đưa cho. Mấy quay qua đây. Đây. Để cái này để mấy quay đi. Đấy.
Rồi, cái nhà này, to cái nhà. Nhà bá luôn. Đây đây chú quay mấy quay đây. Đây đây đây. Đây còn nữa. Đúng. Đây còn nữa. Đây còn nữa. Đây là đúng cái này. Báo vào, báo vào. Đây này, nhìn này đẳng cấp này. Ô Huynh ơi, lấy cái máy quay đây. Báo đây. Báo thùng dính máy luôn đi, dính máy luôn. Nước nhà hôm nay thấy nó cạn rồi đấy. Ôi trời, ôi trời. Đây, chú được con này. Chú được con này, chú được con. Này đây chết. Ngồi rồi. Nó chạy rồi. Ôi, mấy con liền. Được rồi. Được rồi, nó nằm ở răng máy múc. Ừ. Nó nằm ở răng máy múc. Này cái này. Chờ con kia bắt được con này. Ấy, hai con lươn. Đây này, cái răng này. Đây này, đây này. Chết. Úi giời. Đào. Đây, đây, đây. Đó, đó. Đấy, đấy chú phát hiện 3-4 con mà. Ừ, đây. Đây, đây, đây. Chạy con này. Đó, đó. Đây, đây, bỏ, bỏ, bỏ. Bỏ luôn đi. Đây, đây. Đây, 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 nữa. Lươn, 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 đây. Đó, xấu lắm. Đó, đây, đây, chú đi qua đây. Đây, lấy cái thùng, cái thùng đó. Đó, nó mới, đây, lấy cái thùng, lấy cái thùng. Đây, đây, cầm đây. Bỏ vào luôn đi. Đây, bỏ vào luôn đi. Chạy đi, nó không chạy được đâu. Máy quay nó đang kêu trong đống. Ừ, chạy nó, đây. Chú cầm máy quay cho vững bắt đi. Nó đang kêu trong này. Lấy cái này xô lên. Lấy cuốc, cuốc. Hả? Nó đang kêu trong này. Đây, đây, đây. Cần gì cuốc thôi luôn. Lấy bắt bằng tay luôn. Lấy cái thùng xách xác lại. Chạy. Ôi, vô mánh nè cái này. Vô mánh ổ cái dù với cái chạch rồi. Ôi, đây. Ôi, đây, đây. Sướng mối, mối trời một ổ luôn. Đừng la to. Đừng la to. Đừng la to. Đừng la to. Bắt con kia đi. Hút 3-4 con luôn. 4 con luôn. Nhiều thế. 5-6 con luôn. 3-4-5-6 con luôn cả nhà ơi. Đấy, ở dưới nữa, còn dưới ở dưới đây nè. Đây này. Đây cứ. Ở đây này ngay cục đất nè. Ừ, nó còn con. Ừ đó đó. Lươn. Lươn. Mệt quá. Mua mánh nè. Đó, cong hết lưng rồi cả nhà. Cả nhà xem video thấy có hấp dẫn dân dã vui vẻ cái này ủng hộ cho Hồ Sen nha cái này đây cái này ủng hộ cho Hồ Sen một lượt like một lượt đăng ký nha cái này và một đó, lượt đây đây cái này đây 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 chú cầm máy luôn cho thôi nhìn thấy mà nhìn thấy hết rồi thấy á đây thấy đây đây thấy á thấy á thấy đây lên 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 đảo quá thì sao nó một bằng xuống cái ao hả biết nó chạy lên sao khai thác ngay cái cây quay luôn. Ui có hàng à. Ui hàng thông vô đây. Đấy, đây nè. Hàng thông phải không? Kiếm đi kiếm đi. Không phải. À, hàng là hàng ở dưới rồi. Ôi nó đi xuống dưới luôn rồi. Ê, ui rồi này. À. Ui nó đỏ cả trên cao. Đủ bắn rồi cái này. Đây này. Dở lên không? Lên đi. Dở lên luôn. Lên. Ôi. Cho nghe nhà xem. Ê, đây, ủi vẫn còn hàng này. Ê, cho chừng nhẹ đấu cái quay này. Ê, cho lên khuôn đi, cho lên khuôn đi. Nè, đây đây. Nè, chưa đây. Đánh quá rồi. Trời ơi, đừng có lại. Để tôi quay chú. Quay. Thấy không cái nhà? Đây, đây, đây. Đây, đây. Bắt nhanh lên, nhanh lên. Để quay trực tiếp luôn. Đây. Quá mệt luôn cái nhà ơi. Ủa, nó còn nữa. Ừ, trời ơi. Trời ơi cái gì? Trời ơi Vĩnh ơi. Bắt con này, bắt con này. Ôi trời. Ôi. Bắt đi. Ủa, cua này. Ủa, bắt đi, cái này đi. Bắt con này này chạy đi. Trời ơi nó lòi đuôi nè cái này. Cái này nó lòi đuôi nè. Lòi đuôi. Bắt đi, bỏ vào thùng hết đi. Cái này để không. Lòi đuôi. Lòi đuôi. Đấy con người. Con người. Nó nồng nồng thôi. Dưới đó nó còn đừng cho đây nha đây 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 nó đi lên đây cái hang luôn hang đây hang đi đây ui rồi này ô cái này nhìn hang đi cháu bắt đây chú quay cho ui hang ui dùng bánh này hang kia dùng bánh này hang kia thấy rồi đây bắt cá chứ đấy cá đi hang đến đây quay cả nhà hang ô cái hang ui rồi này ô thấy chưa hang cái hang đấy cua hang bơi trước đi. Ui, con cua nữa này. Con cua chả bá luôn cái gì đấy. Con cua. Ui, còn con cua nữa này. Ui, con này. Ui, ui. Bỏ nó vào bên đi, bỏ bên, đừng bỏ ra nó cắn. Chú đợi quay luôn á.
Có bắt rồi. Ở đây rồi. Đừng lại, đừng lại. Đây, tôi có một con này. Hai con. Đây, hai con này. Hai con này. Ôi trời ơi, còn nữa. Đấy, chú quay luôn rồi. Quay luôn rồi. Cầm quay luôn rồi. Đấy, ôi trời ơi, khổ cả cái này. Khổ rồi. Khổ rồi cái này, này vô mánh chặt rồi cái này. Này làm biết con. Có được nhiều càng tốt. Đấy, bắt bắt trước một con đi. Trời ơi, nó nổi rồi. Nó cao phết nha. Ở cao ghê. Ở cao ghê. Ôi giời, nó toàn nướng con này. Nướng con này. Bỏ vào thùng đi mang về nuôi nó. Ôi giời. Đấy. Thôi, thả. Đâu, đây mà. Trong này. Đâu, đây. Đấy. Ôi giời, nó sâu này. Đó, nó sâu cưa. Đấy, nó tới đá luôn rồi cả nhà. Sát đá luôn á. Sát đá luôn rồi. Ôi đấy, chưa. Nó còn mưa. Đấy, chưa, nó còn hoài luôn. Đấy, trong này. Ôi giời, thấy chưa cả nhà. Đấy, nó hơi sát đá luôn. Ở sâu đất. Đấy. Bây giờ người quay người bắt chứ bắt nha. Rồi dừng xíu. Nhưng nghĩ mệt tí xíu thôi cái này. Đây thế nè. Bây giờ bẫy mới cái nhà. Thấy cái hang này nè. Hang. Đây. Đấy, từ từ hang đây nè. Đây cái hang nữa nè cái nè. Đâu rồi? Đây cái nè. Đấy. Nhiều hang lắm cái nè. Đây cái buồng cạn nè bây giờ mò. Tôm. Tiếp tục để máy đây mò tiếp. Ôi giời tôm chết hết. Rồi bây giờ thì mò chết hết. Mò đi. Ô má con cua. Con gì? Cua này. Đây, đưa đây bỏ vào túi. Con cua bự quá cái này. Đây con cua đập. Ai, con bắp rồi. Chết. Thằng nào vậy? Đây, dưới đây. Đây, thấy chưa? Đây, nó nói. Đây, hy sinh về nghệ thuật. Ướt hết, bánh nát rồi. Ở đâu rồi? Chụp được. Đâu rồi. Cái nhà xem. Đây, ủa, sao tao bắt được. Nhiều, từ từ. Cái nào, từ. Ừ, cho bắt đây, chú quay cho. Chú quay cho. Đây. Bắt đi, thấy rồi đấy. Đừng xô à. Ủa, đây. Lại thấy rồi, lại thôi. Từ, đấy. Cháu chú mò đi, chú quay cho. Chỗ này gây cấn hấp dẫn. Sát cái này. Thật là kịch tính. Đây, cái đuôi. Cái đuôi. Từ nha, đây chú. Để máy. Cái chân có. Sát chân đi, để nó lùi về. Đấy. Bây giờ giống như mình đi cuốc luôn. Mình bới chặt một cái gì thấy ghê vậy. Cái tinh, ăn miệng. Ồ, đem bờ đi. Thôi, nó nhúng nhúng cả cái nhà ơi. Cái nhà ơi, thôi cái hang. Cái nhà ơi, nó nhúng nhích. Ồ, chắc dù mánh rồi. Cái hang thằng lươn này. Cái lươn đi, thì bắt con kia trước đi. Thằng lươn này. Bắt con. Ui, nó nhúng nhích đi, cái nhà ơi. Ui, thằng lươn. Thằng lươn. Thằng lươn. Đừng cho nó quay lại. Đừng cho nó quay lại. Đã luôn cái này. Bỏ đi, cái này tranh thủ đi. Trời ơi, nó nhiều quá. Nghe nó nhiều quá cái nhà. Hả? Ủa? Trời ơi, mình thấy tinh luôn hả ta? Ôi giời, ôi. Đừng cho nó lui. Hai ba con. Đã bắt nó chưa? Đừng lui. Đây, bắt nó đi. Đừng lui. Đừng cho nó lui, móc làm gì? Bắt được con nào, bắt con này cho nó nhanh. Bỏ vào đi. Nghịch cá. Nhiều quá cả nhà ơi. Dòn qua đường cùng rồi cả nhà. Đấy, con lươn, bắt con đi, bỏ vào nuôi. Bỏ vào đi, đem mình về nuôi. Đấy, cái nhà bỏ đi. Đi rửa cái nhà cạch. Trời ơi, nó bự luôn, ống ánh luôn. Bỏ vào đi. Đừng cái đưa được rồi. Đồng 100% đây nè. Trời ơi, còn gì chứ. Không phải trình bày đâu, bắt là được. Thì ngon đấy. Ê, nó lô. Hai con, ba con. Bỏ. Bắt đi. Đấy, đây nữa. Sát ra xem nào. Đấy, nó nhúng nhích cả nhà. Đúng rồi, cái môi sát là được à. Ôi giời. Đấy, khổ. Đừng cho nó lùi về. Bắt đi, chú chặn cho. Bắt đi. Ok nè, đây nữa nó còn nữa nè cái nè. Còn nè. Đấy. Được
con đây, con lươn này nhỏ quá không bắt được. Thôi luôn. Ôi sao? Đây. Bắt đi. Đừng cho nó sát đấy, Đây. Nghỉ mệt tí xíu cả nhà. Bây giờ nghỉ mệt tí. Nè cả nhà. À, quá trình đi bắt cái này đứt cái chân luôn rồi nha. Tội quá. Má nhiều vỏ ốc quá. Đây nhiều vỏ ốc quá. Đây cả nhà nhìn lủng chủng như thế này. Ôi đứt chân thôi, bây giờ xuống bờ tiếp. Một dân cũng bờ. Bờ tiếp. Để gạch rau muống lên nữa. Đây bây giờ gạch rau muống lên cả nhà. Đây bây giờ bưới cái này trước là hai chú cháu bưới ra. Cả nhà xem kênh Hồ Sen Vlog thấy vui, thú vị, dân dã và vất vả, cả nhà ủng hộ cho Hồ Sen Vlog một kênh, một lượt đăng ký kênh nha cả nhà. Và chia sẻ như cho Hồ Sen xin một like nha cả nhà. Và cách thức bắt cá chạch lương hay là cá sập, cá rô gì như thế nào, cả nhà bình luận bên dưới để cho Hồ Sen biết cái kỹ thuật nhiều hơn thì Hồ Sen sẽ phát triển kênh tốt hơn và quay nhiều cái video hay hơn cho cả nhà xem nữa nha. Đấy được nữa đấy. Bây giờ hai chú cháu lại môi ra. Nó chuồn muốn bắt không được á. Con ơi, việc nữa. Cái tên, con gì đây? Con chuột tên răng. Ui dồi, đây chuột ép. Sao quá. Chú đè mẹ hẳn ở giữa đây. Hả? Đấy đây, dưới máy quay. Để bắt đây, bắt đưa lên cái này lên. Ôi dồi, bỏ hết tay luôn. Đấy. Lươn con này. Nhiều lươn con thế. Bắt bao lươn con mày nuôi. Mày về thả nuôi. Thôi. Lươn con khẩu rồi. Nó hết nước rồi mình bắt nó về. Mình thả nó cho nó có nước cái này. Chứ mấy con này bắt làm gì. Con này cho lại chọn. Đấy. Con này nó lăng quăng quá. Cái này. Lăng quăng quá. Đứng xác quá. Nãy đấy. Lại bao nhiêu rồi rồi đấy. Ôi giời ơi. Lưng con thì ôi giời. Lưng đi xóa. Hôm nay trúng mánh rồi. Này trúng mánh cá chạch với cả cá. Ok, cái miếng cái tên này. Cầm đây chú, cầm chú quay. Cầm đi, cầm. Cầm đi, cho bắt cho. Đây, thấy vàng luôn kìa. Đây, chú quay. Này, đây. Đấy. Đấy, đấy. Đấy, cái này. Ôi giời. Bỏ vào. Ôi trời. Bự đều không à, bỏ vào đây. Đây máy xúc bằng tay. Xúc tay nhá. Máy xúc bằng tay. Ê, ở trên lùi với trứng. Không. Ừ, không bán trứng. Đây. Hai bà con, bắt con lưng, bắt đâu. Lưng à. Cái thật. Đây, con cái thật đi. Đấy, cho cái hàng đấy chưa? À, ok, qua bên cái dũng mới nữa cả nhà. Bây giờ dọn cho muối. Hey, lung nhục. Đấy, đúng rồi, bỏ vào đi. Đấy. Cả lươn con. Lươn con. Bỏ nó vào, bỏ vào thùng trước đã. Lấy chân không? Đâu có hang mà. Bỏ vào. Đây này có hang quá trời luôn á. Đây. Thấy chưa? Nó có mà. Bỏ đây. Cái chạch này, cái chỗ nào có bùn đất là nó có hả? Đất. Đi cho nó mềm thôi, Có hang đây mà. Hang to. Hang lươn. Chúng con thì cái mấy cái chỗ nào mà chặt nó hả? Hàng ở đây có không? Hả? Thôi.
Thôi cả nhà ơi. Nói chung mệt rồi cả nhà. Giờ quay lại cho cả nhà xem rồi đi về cả nhà. Về sen sẽ đổi ra cho cả nhà xem nha cả nhà. Đây là cả nhà xem một bãi chiến trường đằng sau lưng của hồ sen này. Đấy. Thôi cả nhà bây giờ hai thầy trò đi về đây cả nhà. Có gì về nhà hồ sen sẽ đổi ra cho cả nhà xem nha cả nhà. Đây cả nhà ơi, hôm nay hồ sen thành quả đây cả nhà, để cho cả nhà xem thành quả của hồ sen nha cả nhà. Đấy. Ghê chưa? Đã chưa? Đấy, lúc. Thành quả của hồ sen đó cả nhà. Bắt lươn cá rô cả nhà. Ok, lươn cá rô cá trạch. Bây giờ bắt vào đó cả nhà. Đã chưa? Giờ bắt nó vào. Chỉ có cách này mới bắt vào thôi. Bắt cá. Để cho thêm nước. Thằng này nó ác lắm. Bắt cá. Cá chập trên bờ thế nào. Đấy. Rồi xem bắt ra xong rồi xem sẽ lọc lại cho cả nhà. Xem bao nhiêu cá chạch lươn nha cả nhà. Đấy. Đấy, cái bố cái canh này kìa. Đã chưa cái nè. Ừ. Đấy, đổ lên hết cái cân này, cân hết không kìa. Để đây. Cân thử được bao nhiêu nha cả nhà. Số lượng cái rô với cái chạch. Rồi. Đây nó còn nước, nhưng mình trừ nước ra. Đấy, 4,3 kg cả nhà. Bây giờ chọn cái chạch với cái rô riêng ra nha cả nhà. Rồi bây giờ cân cái chạch bao nhiêu nha? 2,5 kg cả nhà. Cái chạch không á cả nhà, cái chạch đồng không mà 2,5 kg cả nhà. Đấy. Quá trời to luôn. Đấy cái chạch không á nha cả nhà. Đây là cái chạch không rồi cả nhà. Chạch với mấy con lươn thôi, chỉ có mấy con lươn thôi, chạch to nè cả nhà. Đấy, hôm nay được hơn 2 kg cái chạch đây cả nhà. Ê, mình trừ cái gỗ này còn 2,3 kg, 2,2 kg gì đi. Đúng không? Nói chung là được 2,3 kg cá chạch đó cả nhà. Đấy, cá chạch không á cả nhà, đã chưa cả nhà. Đó, quá trời tuyệt vời luôn, đó là thành quả đấy. Toàn là cá chạch không đấy. Đây, nhặt hết cá chạch ra đấy cả nhà. Sẽ hơn 2 kg cá chạch. Này đếm số lượng con là nhiều lắm á cả nhà. Thôi cả nhà, bây giờ Hồ Sen mới cho cả nhà xem xong cái thành quả của hai chú cháu đi cuốc bắt cá ổ cá rô với lại ổ cá chạch nha cả nhà xem rồi hai thầy trò xin tạm dừng clip ở đây nha cả nhà xem video của Hồ Sen Vlog thấy yêu thương Hồ Sen Vlog và những cái bắt cua cá và chạch cá sọp đồ dân giả và cuốc lươn đồ dân giả này cả nhà yêu thương Hồ Sen cho Hồ Sen xin một lượt đăng ký kênh nha cả nhà và cũng như một lượt like và một lượt chia sẻ nha cả nhà để Hồ Sen có cái động lực và tinh thần để Hồ Sen phát triển cái kênh càng ngày càng tốt đẹp hơn và ra sẽ nhiều cái video clip cho cả nhà đón xem nữa cả nhà. Và bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại cả nhà vào cái video tiếp theo nha cả nhà. Bye bye cả nhà nha.